Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin địa phương của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar. Kính thưa quý vị, mở đầu các phần tin địa phương đêm nay là bản tin liên quan đến việc ban giám sát San Francisco bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Ban giám sát San Francisco hôm thứ Ba đã bỏ phiếu với 8 phiếu ủng hộ và 3 phiếu chống để thông qua nghị quyết kêu gọi lập tức ngừng bắn ở Gaza. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong cuộc họp của một ủy ban hôm thứ Hai. Các giám sát viên Catherine Stephanie, Matt Dorsey và Raphael Mandelman bỏ phiếu chống. Hàng trăm người tham dự và tập trung bên ngoài tòa thị chính San Francisco trước cuộc bỏ phiếu lúc 1 giờ chiều. Hôm thứ Hai, hàng trăm người đến tòa thị chính trong buổi điều trần của một ủy ban về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn. Giám sát viên John Preston giới thiệu nghị quyết này vào tháng trước. Nghị quyết kêu gọi phóng thích con tin ở Gaza, lên án nạn bài Do Thái, bài Palestine và bài Hồi giáo. Hôm thứ Hai, giám sát viên Matt Dorsey đề nghị sửa đổi nghị quyết để công khai lên án cuộc tấn công Israel của Hamas. Nhiều người trong phòng họp la ó giám sát viên phản đối đề nghị sửa đổi của ông. Nhưng những người khác lại ủng hộ ý tưởng đó. Trước buổi điều trần, hơn 300 nhân viên y tế tổ chức cuộc biểu tình bên ngoài phòng họp lên án chiến tranh và hậu quả của chiến tranh đối với các bệnh viện, nhân viên y tế ở Gaza và hơn 22.000 người Palestine thiệt mạng kể từ tháng 10. Những lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza được đưa ra trên toàn quốc kể từ khi các tổ chức ủng hộ Palestine, ủng hộ Israel và các tổ chức khác chặn các xa lộ, nhiều cây cầu và biểu tình tỏa kháng. Oakland thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn lâu dài hồi tháng 11, trong khi thành phố Berkeley từ chối xem xét nghị quyết tương tự. Tin về việc cảnh sát trưởng San Jose sẽ từ nhiệm trong tháng 3. Cảnh sát trưởng San Jose Anthony Mata hôm thứ Ba công bố ông dự tính từ nhiệm trong tháng 3 sau 28 năm làm việc tại sở cảnh sát. Nhưng ông chỉ nghỉ ngơi một tháng. Đến tháng 4, ông Mata sẽ nhận công việc mới là lãnh đạo bộ phận điều tra của văn phòng công tố quận hạt Santa Clara. Công tố viên Jeff Rosen cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử quận hạt cảnh sát trưởng San Jose lãnh đạo bộ phận điều tra của văn phòng công tố. Đơn vị hơn 90 thành viên điều tra tất cả mọi thứ từ gian lận bảo hiểm đến các vụ giết người chưa giải quyết được. Ông Mata nói rằng quyết định này không dễ dàng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông tin rằng đây là lúc để ông bắt đầu một công việc mới. Ông rất biết ơn sự hỗ trợ và khích lệ ông nhận được trong suốt sự nghiệp. Ông Rosen cũng bày tỏ vui mừng khi ông Mata mang kinh nghiệm địa phương và kỹ năng lãnh đạo đến bộ phận điều tra. Năm ngoái, Sở Cảnh sát San Jose được khen ngợi vì tỷ lệ giải quyết 100% các vụ án. Ông Mata góp phần vì không dung thứ hành vi kỳ thị chủng tộc trong Sở Cảnh sát. Ông chính là người công bố một trong những cựu cảnh sát của ông. Ông Mark McNamara gửi tin nhắn kỳ thị chủng tộc. Ông cũng công bố đoạn video ông dắt cựu cảnh sát Matthew Dominguez ra khỏi cửa sau khi ông ta bị bắt giữ vì hành vi khiếm nhã tại nhà một nạn nhân. Tuần hành ủng hộ thị trưởng Oakland trong khi một số người kêu gọi bãi nhiệm. Một cuộc tuần hành ủng hộ thị trưởng Oakland Shantau diễn ra hôm thứ Ba trong khi một số người kêu gọi bãi nhiệm. Ông Sumner Lockett, giám đốc điều hành của Pathways to Peace, tổ chức cuộc tuần hành hôm thứ Ba để chứng tỏ thị trưởng Shantau có nhiều người ủng hộ. Họ cho rằng cuộc vận động bãi nhiệm bà là lãng phí thời gian và tiền bạc. Ông Lockett cho biết cuộc bãi nhiệm có thể dẫn đến khoảng thời gian hỗn loạn kéo dài và gián đoạn các hoạt động ở thành phố. Đó là cái giá rất lớn. Những người phản đối thị trưởng mở cuộc thu thập chữ ký tuần trước do nói rằng thị trưởng chưa làm hết trách nhiệm để ngăn chặn tội phạm. Những người ủng hộ bà Thao cho rằng nên cho bà một cơ hội vì bà mới lên nắm quyền trong thời gian rất ngắn và đây là vấn đề phải mất nhiều thời gian để giải quyết. Theo những người ủng hộ bà Thao, cuộc bãi nhiệm sẽ tiêu tốn hơn 4 triệu đô la tiền thuế. Ông Lockett cho biết không có ý nghĩa gì khi thực hiện nỗ lực bãi nhiệm công tố viên Pamela Price với chi phí khoảng 4 triệu rưỡi đô la. Nỗ lực bãi nhiệm thị trưởng sẽ tiêu tốn thêm 4 triệu rưỡi đô la nữa trong khi thành phố hiện đang thâm hụt ngân sách. Số tiền này cần sử dụng để tái thiết cộng đồng. Ông Lockett dự tính sẽ tiếp tục chiến dịch này để chặn đứng nỗ lực bãi nhiệm thị trưởng. Đấu súng tại cửa hàng trang sức ở Oakland. Hai người có vũ khí định cướp một cửa hàng trang sức ở khu dân cư Fruitvale ở Oakland, nhưng bị một nhân viên cửa hàng bắn. Sự việc xảy ra tại cửa hàng MSM Jewelry gần đường số 41 và International Boulevard lúc khoảng 10 giờ sáng thứ Hai. Nhân viên cửa hàng cho biết anh thấy một chiếc Toyota Camry dừng lại phía bên kia đường bên ngoài cửa hàng.
Hai người chạy đến rất nhanh nên anh nghĩ một vụ cướp sắp xảy ra. Hai người cầm súng vào trong cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nói rằng anh nổ súng trước bằng khẩu súng ngắn của anh. Bọn cướp bảo anh đứng yên, nếu không sẽ bị bắn. Anh bắn bọn cướp vì chúng chĩa súng vào anh ta. Bọn cướp bắn trả. Sự việc diễn ra khoảng 20 giây. Anh cho biết hai nghi phạm bắn khoảng 20 phát đạn vào anh, một người dùng súng ngắn có băng đạn tròn và người kia sử dụng súng ngắn có băng đạn lớn. Trong lúc bỏ chạy, một nghi phạm để lại một chiếc giày. Nhân viên cửa hàng nghĩ anh bắn trúng vai người này. Nghi phạm này cũng bị chiếc xe tẩu thoát của anh ta tông trúng do người thứ ba lái. Cảnh sát đã nhận được thông tin và không bắt giữ nhân viên cửa hàng. Anh cho biết cảnh sát nói anh đã làm đúng. Cảnh sát sẽ giữ khẩu súng của anh trong thời gian điều tra. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần closing news. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Free hệ thống solar, free hệ thống solar. Công ty Southwest Sun Solar đang cung cấp miễn phí hệ thống solar giúp quý vị giảm tiền điện hàng tháng từ 30 đến 60% so với chi phí quý vị hiện đang trả. Công ty Southwest Sun Solar là top 500 công ty solar của toàn nước Mỹ, đứng hàng 46 trên 3.000 công ty solar của Cali. Xin quý vị gọi ngay số phone 408-780-2013, 408-780-2013. Với kỹ thuật mới nhất, không cần thiết lập hệ thống trữ điện cồng kềnh trong nhà mà điện vẫn đủ dùng như bình thường. Đặc biệt trong tháng này, quý vị nhận được 500 đồng tiền mặt để trả tiền điện. Đúng vậy, 500 đồng tiền mặt để trả tiền điện, nếu quý vị gọi ngay bây giờ. Ngoài ra, công ty Southwest Sun Solar còn biếu quý vị 500 đồng tiền giới thiệu nữa nếu quý vị giới thiệu người thân và bạn bè đến với công ty Southwest Sun Solar. Mọi chi tiết xin gọi cho công ty Southwest Sun Solar 408-780-2013. 408-780-2013. Và sau cùng là phần closing news. Những người thích bơi trong nước đóng băng hào hứng nhảy xuống nước tại lễ hội mùa đông ở Hoa Lục. Nhiệt độ dưới 32 độ F không thể ngăn cản những người thích bơi lội nhảy xuống nước lạnh giá để bơi trong nước lạnh ở sông Tùng Hoa, dòng sông chảy qua thành phố Cáp Nhĩ Tân ở miền Bắc của Hoa Lục. Trong số các tay bơi là ông Wang Feng Chong, 59 tuổi, đại diện cho nhóm cư dân trung niên và lớn tuổi. Những người xem bơi lội trong nước lạnh giá là một phần quan trọng để giữ gìn sự khỏe mạnh trong mùa đông của họ. Ông Wang nói rằng sau mỗi lần bơi, ông cảm thấy có thêm sinh lực, tràn đầy năng lượng tích cực, cho phép ông sống vui tươi và làm việc hiệu quả hơn. Ban tổ chức cũng cho biết, để thực hiện cuộc bơi lội trong nước đóng băng, họ đục một cái lỗ có kích thước bằng hồ bơi qua lớp băng dày trên bề mặt sông, sử dụng một hệ thống để cấp oxy và duy trì nhiệt độ để giữ cho nhiệt độ trên nước ở mức đóng băng. Các buổi bơi lội diễn ra 2 lần mỗi ngày trong lễ hội hàng năm, kéo dài từ tháng 12 cho đến tháng 2. Kính thưa quý vị, phần Closing News vừa rồi đã chấm dứt bản tin đêm nay của chúng tôi. Quốc Bảo và Ngọc Thúy xin mến chào tạm biệt. Kính chúc quý vị có một đêm thật an lành.